Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự trưa ngày 9 tháng 1 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những nội dung nổi bật trong chương trình ngày hôm nay của chúng tôi: gia tăng năng lực thông quan hàng hóa sau khi bỏ xe trung chuyển. Năm 2023, toàn tỉnh sẽ trồng mới trên 1.000 hecta chè. Hiến đất làm đường ở phường Hàm Rồng, khi lòng dân đã thuận. Các địa phương lên kế hoạch bắn pháo hoa đêm giao thừa. Trong phần tin thế giới, vi thức tắm nước đá cầu may dịp năm mới tại Nhật Bản. Sau đây là nội dung chi tiết chương trình. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Lào Cai dự kiến sẽ tổ chức 8 hoạt động văn hóa văn nghệ, sự kiện lớn trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Tại thành phố Lào Cai diễn ra chợ Hoa Xuân, ngày hội bảo vệ môi trường và thả cá phóng sinh, giao lưu văn nghệ, chương trình nghệ thuật, bắn pháo hoa nổ tầm thấp đón giao thừa, các hoạt động thể thao mừng đảng mừng xuân, hội báo xuân, đặc biệt là lễ hội đền thượng xuân Quý Mão diễn ra từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 2. Trong khuôn khổ lễ hội đền thượng sẽ trưng bày giới thiệu sản vật địa phương, các hoạt động thể thao truyền thống, chương trình văn nghệ quần chúng, thực hành tín ngưỡng thờ mẫu, hội thi các làn điệu dân ca và trình diễn trang phục dân tộc, trò chơi dân gian và chương trình giao lưu văn nghệ của 17 xã phường. Tại các địa phương trong tỉnh cũng sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, mừng đảng, mừng xuân, tạo điều kiện để người dân đón Tết cổ truyền trong không khí vui tươi, phấn khởi. Hàng trăm suất quà Tết đã được trao cho người dân nghèo của thành phố trong chương trình Tết Nhân Ái Xuân Quý Mão 2023 mới được Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Lào Cai phối hợp với Thành đoàn Lào Cai và các đơn vị cá nhân thiện nguyện tổ chức. Chương trình được tổ chức tại thôn An Thành, thôn đặc biệt khó khăn của xã Thống Nhất, thành phố Lào Cai. Các đơn vị đã trao tặng quà Tết gồm 100 suất quà, 300 bánh chưng, chăn ấm, quần áo và nhiều phần quà khác cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 50 triệu đồng. Những món quà Tết thể hiện sự quan tâm sẻ chia đối với hộ nghèo, gia đình chính sách tại địa bàn lõi nghèo của thành phố, giúp bà con đón Tết Nguyên đán ấm cúng hơn. Năm 2023, tỉnh Lào Cai phấn đấu tỷ lệ đô thị hóa đạt 32%, gắn với nâng cao chất lượng các đô thị trên địa bàn. Chất lượng các đô thị trên địa bàn tỉnh ngày càng được cải thiện. Tỷ lệ vận chuyển hành khách công cộng đạt từ 15 đến 22%. Cùng với các tuyến xe buýt tại thành phố Lào Cai, thị xã Sapa và huyện Bát Sát, các địa phương khác cũng đang nghiên cứu triển khai. Các tuyến đường phố trong khu vực đô thị tiếp tục được đầu tư xây dựng hoàn thiện. Tỷ lệ dân cư thành thị được sử dụng nước sạch đạt trên 90% tới 100%. Các đô thị trên địa bàn được đầu tư nhà máy cấp nước sạch có tổng công suất trên 90.000 mét khối một ngày đêm. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt của đô thị, khu công nghiệp được thu gom và xử lý đạt 96%. Năm 2023, cùng với nâng cao tỷ lệ dân cư thành thị được sử dụng nước sạch, nâng cao tỷ lệ thu gom xử lý chất thải rắn sinh hoạt, các đô thị cũng hướng đến mở rộng diện tích công viên cây xanh, đảm bảo nâng cao chất lượng đô thị và môi trường sống cho cư dân. Thưa quý vị và các bạn, cùng với những tín hiệu vui từ cửa khẩu quốc tế đường bộ khi hoạt động xuất nhập cảnh đã được nối lại, tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa cũng đã sôi động hơn trước do các lực lượng chức năng của hai nước đã thay đổi phương thức thông quan hàng hóa. Gần 3 năm qua, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu Kim Thành phải sử dụng lái xe trung chuyển Trung Quốc để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Phương thức này đã khiến năng lực thông quan hai chiều bị hạn chế do trải qua nhiều quy trình. Nhưng bắt đầu từ ngày hôm nay, lái xe của Việt Nam đã được phép nhập cảnh qua cửa khẩu. Cái hàng hóa mình không được sang đấy là kiểm soát, thật ra là nó rất khó khăn. Và với lại hàng hóa là chậm trễ. Với lại hôm nay là được lái xe đánh sang Trung Quốc kia là em cảm thấy là hàng hóa mình được quản lý tốt hơn, chặt chẽ hơn và được nhanh hơn, giải quyết nhanh hơn so với mình cái thời mình chưa được đi. Ở chiều ngược lại, lái xe của Trung Quốc cũng sẽ được phép nhập cảnh vào Việt Nam thay vì chỉ dừng lại ở đầu cầu cửa khẩu Kim Thành như trước. Mọi hoạt động đang trở lại bình thường như trước thời điểm dịch bệnh xảy ra. Cùng với đó, mọi quy trình thủ tục thông quan xuất nhập khẩu đang được các lực lượng chức năng quản lý biên giới tỉnh Lào Cai tích cực triển khai, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa. Chúng tôi phải rà soát lại tất cả các quy trình thủ tục và phối hợp với bên bạn
để làm sao mà những cái thông tin hai bên trao đổi thống nhất thì trao đổi lại với các doanh nghiệp và các cái lái xe để người ta nắm được các cái quy trình thủ tục, tham có vấn đề thì thay đổi điều chỉnh bổ sung thì phải thông báo kịp thời để cho hai bên chủ động nắm bắt được thông tin để cùng xử lý làm sao mà cái thông quan một cách nó nhanh nhất và thuận lợi nhất để hoặc các hoạt động nó trở lại bình thường. Năm 2023, tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 5 tỷ đô la, tăng gấp đôi so với năm 2022. Việc hoạt động thông quan hàng hóa sớm trở lại bình thường ngay từ đầu năm nay là tín hiệu vui, hứa hẹn sẽ có một năm xuất nhập khẩu khởi sắc. Tiếp theo là thông tin thị trường một số sản phẩm đặc trưng Tây Bắc. Tinh dầu thảo dược được khá nhiều người tiêu dùng lựa chọn bởi sự tiện dụng, mùi hương dễ chịu và hiệu quả phòng ngừa cảm cúm, đau mỏi cơ thể. Trong đó, tinh dầu chùa dù và gừng tía loại 10ml giá 80.000 đồng một lọ, loại 30ml giá 220.000 đồng một lọ. Tinh dầu xả chanh và màng tang loại 10ml giá 50.000 đồng một lọ, loại 30ml giá 140.000 đồng một lọ. Tinh dầu thảo quả thường được thương lái mua xỉ theo lít, hiện giá khoảng 12 triệu đồng một lít. Thảo quả không chỉ làm ra tinh dầu mà còn là một loại gia vị đặc sắc trong món ăn của người Tây Bắc. Hiện nay giá thảo quả tươi là 30.000 đồng một cân, thảo quả khô 130.000 đồng một cân, giá đổ buôn là 120.000 đồng một cân. Thảo dược khô là một trong những đặc sản quý của Lào Cai. Tại các điểm du lịch, các quầy dược liệu bày bán khá nhiều. Trà hoa cúc 60-70.000 đồng một gói, cà gai leo, dây thiều canh, lá xạ đen, cây lá gan, giảo cổ lam có mức chung là 100.000 đồng một túi. Chuối rừng thái miếng 70.000 đồng một túi, cao atiso 70-100.000 đồng một lọ, táo mèo khô 70.000 đồng một gói nửa cân. Năm 2022, Ban Chỉ đạo 389 các địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch công tác, phối hợp triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tính đến hết ngày 31 tháng 12, các lực lượng chức năng của tỉnh đã phát hiện xử lý về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là 1.846 vụ, tăng 464 vụ so với cùng kỳ. Tổng giá trị xử lý là trên 142 tỷ đồng, tăng hơn 3 lần so với năm 2021. Nguyên nhân là do năm 2022, số tiền xử phạt vi phạm hành chính, xử phạt bổ sung, truy thu thuế tăng cao. Cũng trong năm, các cơ quan chức năng khởi tố 259 vụ trên 370 đối tượng với một số hành vi vi phạm chủ yếu về buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, pháo nổ, lâm sản. Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ trồng mới 1.055 hectare chè, tập trung tại 4 huyện Mường Khương, Bát Sát, Bắc Hà và Bảo Yên. Kế hoạch này hướng đến mục tiêu năm 2025 diện tích chè tập trung toàn tỉnh đạt 8.420 ha và đầu tư thâm canh trên 5.000 ha chè kinh doanh theo hướng sản xuất an toàn, nâng cao năng suất chất lượng chè ổn định trên 10 tấn mỗi ha một năm. Cùng với đó, các địa phương đầu tư áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và thâm canh, nâng cao chất lượng chè búp tươi, chế biến chè chất lượng giá trị cao. Dự kiến cần khoảng 19 triệu bầu chè giống, chủ yếu là chè San và chè Kim Tuyên. Trước Tết, các địa phương được giao chỉ tiêu trồng chè sẽ hợp đồng cây giống để các vườn ươm kết thúc cắm hom trong tháng 1 năm 2023. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền vận động, nhiều hộ dân tại phường Hàm Rồng, thị xã Sapa đã tự nguyện hiến đất, thao dỡ công trình, giành mặt bằng mở rộng đường giao thông, góp phần thay đổi diện mạo quê hương. Người ta tự nhiên với mục tiêu mở rộng các tuyến giao thông nông thôn, cấp ủy chính quyền phường Hàm Rồng tích cực tuyên truyền vận động nhân dân tham gia hiến đất, trọng tâm là tuyến đường Má Cha đi suối Hồ. Đây là con đường chủ đạo cho phát triển kinh tế cũng như du lịch của địa phương nối với xã Tà Phìn. Như trước đây chúng tôi vận động thì thường là đưa chủ trương vào thì đề nghị bà con thực hiện. Thì hiện nay thì khi mà có chủ trương chúng tôi xin ý kiến bà con, còn đưa bà con tự bàn bạc, tự thống nhất. Ban đầu triển khai, một số hộ dân chưa đồng thuận. Bên cạnh đó, trên tuyến có 13 ngôi mộ, nên việc vận động khá khó khăn. Với nhiều giải pháp, trong đó tổ công tác của thị xã và phường Hàm Rồng đã làm tốt công tác dân vận, đến từng nhà phát huy vai trò của đảng viên và người uy tín trong tuyên truyền thuyết phục, dần dần bà con đã đồng thuận. Kết quả là chỉ sau chưa đầy một tháng triển khai, 84 hộ ở phường Hàm Rồng đã tự nguyện hiến gần 8.000 m2 đất để mở rộng mặt đường. Lúc đầu tiên thì mình không nghĩ ra là
không cho hiến đất, nhưng mà bây giờ có cán bộ phường, cán bộ thôn bản và nói thì mình lại nghe và cho nó hiến đất, cho nó mở rộng cái đường nó rộng tí, lợi sau này lợi cho bà con vận chuyển cái hoàn rau artiso cho nó tránh được hay. Rất trực tiếp nên gặp gỡ các thầy cúng, thầy mo và những người uy tín, vận động những người và những vận động những đảng viên mà có mộ trước thì nhân hộ đấy, và nhân hộ đấy nhất trí và đã so sánh lại với một số hộ mà đã năm 2018 thực hiện các đường tránh. Việc người dân đồng thuận hiến hàng nghìn mét vuông đất có giá trị để mở đường giao thông ở Hàm Rồng là minh chứng cho thấy cách làm bài bản, sự đồng thuận của nhân dân với chủ trương đúng trúng từ cấp ủy chính quyền địa phương, tất cả vì sự phát triển chung của thị xã Sapa. Tiếp theo chương trình, Bộ Giao thông Vận tải thành lập đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp Tết Nguyên đán. Tin thế giới, Iraq mở lại giao thông trong vùng xanh ở thủ đô Baghdad. Bộ Tài chính ban hành thông tư số 74 ngày 22 tháng 12 năm 2022 quy định về hình thức, thời hạn thu nộp, kê khai các khoản phí lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của Bộ Tài chính. Tiếp theo là những thông tin thời sự trong nước. Bộ Giao thông Vận tải vừa quyết định thành lập đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán. Đoàn công tác của Bộ Giao thông Vận tải có nhiệm vụ kiểm tra ga hàng không, ga đường sắt, cảng, bến, đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn một số tỉnh về công tác chuẩn bị phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội xuân Quý Mão năm 2023 sắp tới. Ngoài các địa phương trên, Bộ Giao thông Vận tải cũng giao vụ vận tải, Bộ Giao thông Vận tải căn cứ tình hình diễn biến thực tế để điều chỉnh bổ sung đơn vị địa phương kiểm tra và thông báo trước 2 ngày làm việc. Nhiều địa phương trong nước sẽ bắn pháo hoa đêm giao thừa, tạo không khí vui tươi phấn khởi cho nhân dân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc. Tại Hà Nội sẽ có tổng số 30 điểm bắn với 31 trận địa, trong đó 4 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp pháo hoa tầm thấp và hỏa thuật, 3 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và 24 trận địa bắn pháo hoa tầm thấp. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 6 địa điểm vào đêm giao thừa. Kinh phí tổ chức bắn pháo hoa được sử dụng từ nguồn xã hội hóa. Việc phòng chống dịch COVID-19 và các loại bệnh khác tiếp tục được chú trọng, không chủ quan. Tại Lào Cai, chương trình nghệ thuật bắn pháo hoa nổ tầm thấp đón giao thừa sẽ bắt đầu từ 20 giờ ngày 21 tháng 1 năm 2023, tức đêm giao thừa, tại khu vực phố Đình Lễ, phường Kim Tân. Nâng cao giá trị sản phẩm là ưu tiên trong việc phát triển nông nghiệp tại Bắc Cạn. Điều này thể hiện qua việc địa phương thực hiện chương trình mỗi xã, mỗi phường một sản phẩm OCOP. Nhiều địa phương xác định không phát triển ồ ạt về số lượng mà chú trọng nâng cao chất lượng hướng đến xuất khẩu. Miến rong Tài Hoan là sản phẩm OCOP 5 sao cấp quốc gia đầu tiên của tỉnh Bắc Cạn. Để sản phẩm có chất lượng cao, hợp tác xã này đã quan tâm xây dựng vùng nguyên liệu hữu cơ, đảm bảo tiêu chuẩn khắt khe. Bắc Cạn đã dành nhiều nguồn lực để hỗ trợ đơn vị này hoàn thiện nhà máy chế biến, mua sắm trang thiết bị. Đến nay, sản phẩm miến rong của hợp tác xã Tài Hoan đã được xuất khẩu sang thị trường Cộng hòa Séc, Mỹ và Úc. Sản phẩm vào trong thị trường Séc là được một tháng thì đã có đơn đặt hàng thứ hai. Hy vọng trong một thời gian tới thì không những là thị trường Séc mà hợp tác xã còn có thể tiếp cận được sang những cái các nước khác. Cuối tháng 10 năm 2022, hợp tác xã Thanh Tâm
huyện Chợ Đồn đã tiến hành xuất khẩu lô sản phẩm rượu đầu tiên sang thị trường Nhật Bản. Đây là hướng đi mới nhằm nâng cao giá trị sản phẩm cho một sản phẩm làng nghề. Bây giờ được bên Nhật ký hợp đồng ấy, là bây giờ cũng chuyến đầu tiên là cũng ký, là cũng bảo lấy 8.500 chai một chuyến. Bây giờ cũng đưa thông tin về là cũng cho hợp tác xã tôi lúc nào cũng chuẩn bị cho 5.000 lít. Tiếp tục đưa các sản phẩm đó được duy trì cũng như là một số sản phẩm khác ra ngoài thị trường thì ngành phải quan tâm. Thứ nhất là phải chỉ đạo cái khâu đầu vào của nguyên liệu để chế biến đáp ứng đủ các cái tiêu chuẩn đảm bảo. Hai là khâu chế biến và khâu thứ ba là áp dụng khoa học công nghệ vào chế biến để làm sao nâng cao sản phẩm đáp ứng được cái nhu cầu mà phía đối tác yêu cầu. Với những tiềm năng và lợi thế, phát triển nông nghiệp vẫn là hướng đi đúng, tạo ra những sản phẩm hàng hóa chủ lực của tỉnh. Bắc Cạn đã và đang dành nhiều nguồn lực để phát triển ngành nông nghiệp của tỉnh, phấn đấu đưa sản phẩm nông nghiệp của Bắc Cạn có thể đi xa, không chỉ trong nước mà còn ở thị trường quốc tế. Trong các khung giờ thời sự tiếp theo trên sóng truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung nổi bật sau đây. Nhân ngày truyền thống học sinh sinh viên Việt Nam, trong một câu chuyện tỉnh ta thời sự tối nay sẽ có phóng sự Sinh viên Lào Cai tự tin, bản lĩnh, hội nhập, đảm bảo nguồn cung gia súc gia cầm cho Tết, phát huy nét đẹp truyền thống nơi vùng đất thép. Mời quý khán giả cùng quan tâm theo dõi. Chuyển sang những thông tin quốc tế, ngày 8 tháng 1, Tổng thống Senegal tuyên bố quốc gia Tây Phi này sẽ để quốc tang 3 ngày, bắt đầu từ ngày hôm nay 9 tháng 1, để tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc diễn ra cùng ngày. Cũng theo người đứng đầu chính quyền Senegal, một ủy ban trực thuộc chính phủ sẽ được thành lập để thực hiện các biện pháp mạnh, bảo đảm an toàn đường bộ sau vụ tai nạn đau thương này. Trước đó, một xe buýt bị nổ lốp và lao sang phần đường của chiếc xe buýt khác đi ngược chiều tại tuyến đường chính ở một thị trấn cách thủ đô Dakar khoảng 220 km về phía đông nam. Vụ tai nạn đã khiến ít nhất 38 người thiệt mạng và 87 người bị thương, đánh dấu vụ tai nạn gây nhiều thương vong nhất trong những năm gần đây tại quốc gia Tây Phi này. Bão lớn gây gió mạnh dữ dội và mưa to trong ngày hôm qua đã khiến hơn 330.000 ngôi nhà và cơ sở kinh doanh ở bang California của Mỹ mất điện. Trong khi đó, ít nhất 6 người đã thiệt mạng do thời tiết mưa bão kể từ cuối tuần trước. Theo dự báo của Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ, một dải mây lớn và dày đặc khác có thể sẽ xuất hiện và bao trùm California trong ngày 9 tháng 1, mang theo lượng hơi nước rất lớn, có thể gây mưa to dữ dội và tuyết rơi trên núi. Thời gian qua, California liên tiếp hứng chịu các cơn bão mùa đông mạnh, gây lũ lụt và mất điện trên diện rộng, buộc bang này phải ban bố tình trạng khẩn cấp và yêu cầu lực lượng vệ binh quốc gia hỗ trợ địa phương ứng phó. Nhà chức trách Iraq đã quyết định mở lại các lối vào và cho phép các phương tiện lưu thông qua vùng xanh ở trung tâm thủ đô Baghdad. Khu vực rộng 10 km2 này là nơi đặt dinh tổng thống, trụ sở quốc hội Iraq, một số tòa nhà chính phủ và nhiều đại sứ quán nước ngoài. Theo quyết định, các lối vào vùng xanh sẽ được mở từ 5 giờ đến 19 giờ hàng ngày. Cơ sở cho động thái này là tình hình an ninh tại thủ đô của Iraq đã được cải thiện. Ngoài ra, việc mở lại các tuyến phố trong vùng xanh và tiếp tục dỡ bỏ các chốt an ninh ở nhiều khu vực trong thủ đô sẽ giúp giảm khoảng 40% tình trạng ách tắc giao thông. Trước đó, nhà chức trách Iraq đã nhiều lần muốn mở lại vùng xanh, tuy nhiên chưa thực hiện được do tình hình mất an ninh ở thủ đô trong các năm qua. Trải qua nhiều năm dịch bệnh COVID-19, giờ đây các hoạt động đón năm mới tại Nhật đã được nối lại, trong đó nổi bật là nghi thức tắm nước đá nhằm thanh tẩy tâm hồn và cầu may. Tại đền thờ Tepuji Inari, hàng chục người đàn ông, trong đó có không ít người cao tuổi, cùng một số phụ nữ đang khởi động để sẵn sàng cho nghi thức ngâm mình trong một bể chứa đầy nước đá. Hô vang đầy khí thế, mọi người bước vào bể tắm với hy vọng được thanh tẩy tâm hồn, cầu mong một năm mới dồi dào sức khỏe và gặp nhiều may mắn. Đây là lần thứ 68 nghi thức tắm nước đá cầu may được tổ chức tại đền thờ Tepuji Inari. Nghi thức này ra đời từ năm 1955, lấy cảm hứng từ nghi thức té nước lạnh lên người của các vị đạo sĩ để cầu chúc cho năm mới an lành đến với tất cả mọi người.
Bản tin dự báo thời tiết cho các địa phương trong tỉnh ngày 9 tháng 1 năm 2023. Vùng đồi núi thấp, đêm ít mây không mưa, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 23 độ, độ ẩm trung bình 75%. Vùng đồi núi cao, đêm ít mây không mưa, trưa chiều trời nắng, gió nam cấp 2, trời rét đậm, nhiệt độ từ 5 đến 18 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Thành phố Lào Cai, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 23 độ, độ ẩm trung bình 75%. Khu du lịch Sapa, đêm quang mây, không mưa, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ từ 4 đến 14 độ, độ ẩm trung bình 85%. Khu du lịch Bắc Hà, trưa chiều trời nắng, gió nam cấp 2, trời rét đậm, nhiệt độ từ 5 đến 18 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.